Giáng Ngọc trân trọng kính chào quý vị khán giả của SVTN trong chương trình Tâm tình nghệ sĩ ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến với chương trình là một trong những khuôn mặt trẻ. Anh cũng là một trong những khuôn mặt mà Giáng Ngọc đã từng giới thiệu qua trong một trong những ban nhạc mà có một cái tên thật là đặc biệt. Đó là, thưa quý vị, Black April. Và ngày hôm nay thì Giáng Ngọc lại hân hạnh mời anh lên đây để chia sẻ về một số những tâm tình cũng như là những cái sinh hoạt mới trong cái vấn đề ban nhạc của anh trong những cái thời gian qua. Đó là Tyler Tuấn Phan có mặt trong chương trình hôm nay. Trước hết thì Ngọc xin mời Tyler có lời chào đến với khán giả của SPTN. Chào, thứ nhất chào, kính chào chị Giáng Ngọc và khán giả của SPTN. Hân hạnh được có mặt ngày hôm nay. Dạ vâng. Ngày hôm nay thì phải nói là Tyler cũng làm cho Giáng Ngọc cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì chỉ khoảng một cái thời gian cũng không phải là dài lắm, nhưng mà Tyler lại sắp sửa có một cái bản nhạc mới, và hiện giờ thì Giáng Ngọc đang cầm trong tay một cuốn CD mới của Tyler. Trước khi mà trở lại thì chúng ta có thể nói với khán giả sơ sơ qua về những cái ngày đầu tiên khi bắt đầu bước chân vào ban nhạc. Thì Giáng Ngọc đã thưa là Tyler là một trong những người đã từng có một cái ban nhạc trước đó, đó là April 4, nhưng mà không biết, Giáng Ngọc xin lỗi, đó là Black April, tức là tháng tư đen. Nhưng mà cho Giáng Ngọc được hỏi là không biết là hiện giờ cái ban nhạc đó vẫn còn hoạt động hay không? Dạ, tụi em vẫn, Black April vẫn còn hoạt động trong cộng đồng Việt Nam, trình diễn trong những cái mấy cái club của Mỹ nhiều. Tụi em cũng sắp sửa có một cái chương trình sắp đến cuối tuần này. Dạ. Nhưng mà khi mà nói tới cái vấn đề mà ban nhạc vẫn còn tiếp tục như vậy, nhưng mà nghe nói đâu là hình như là Tuấn vừa mới có một cái ban nhạc mới nữa, thì cái lý do tại sao lại thành lập một cái ban nhạc mới, và cái ban nhạc đó có tên là gì? Dạ, ban nhạc mới của em cũng gọi là Fallen Moon, đó là mặt trăng rơi. Vâng. Ca sĩ chính của ban nhạc Black April đã đi khỏi cái ban nhạc, thì tụi em tìm một tay bass về. Đó là anh người Mỹ tên là Kevin Richardson. Kevin chơi bass ở Black April, và Kevin cũng có một ban nhạc riêng với bà xã tương lai của Kevin, gọi là Fallen Moon. Thì bên ban nhạc Fallen Moon cần tay trống, thì Kevin mới kêu mời Tyler hợp tác. Yeah. Nhưng mà nếu mà đã hợp tác chung với ban nhạc Fallen Moon thì cái ban nhạc mà Black April có còn hoạt động nữa hay không? Black April vẫn hoạt động bình thường. Và mỗi lần mà đi show thì Black April với lại Fallen Moon đi chung với nhau. Yeah. Yeah. Vậy Black April có bao nhiêu thành viên trong ban nhạc hết thầy? Hiện bây giờ có, Black April có tay trống là em, tay lead guitar là John Fredrickson, tay bass là Kevin Richardson, còn người tay bass cũ của tụi này là Michael Trần, hiện bây giờ là ca sĩ của ban nhạc. Yeah. Tức là có một ban nhạc, có một người ca sĩ của ban nhạc, chứ trong ban nhạc ngoài ca sĩ ra thì không biết là tất cả những người trong ban nhạc chơi nhạc có biết hát hay không? Ai cũng